đang test con này là Yamaha AS900 ha, AS900. Thì trước hết con này là size lớn nha, size bự. Nó bự cả về nội dung lẫn hình thức luôn ha. Nó thì size 44. Sâu có tầm 40 ha, sâu 40. Dày cỡ đâu 17 18 gì đó, gần găng tay mình. Nặng thì có tầm 20 kg ha, rất là nặng. Mặt nhôm đen. Chức năng thì con này chỉnh bass mid chép, bass mid chép low net ha, đánh hai cọp AB thế nè, đánh hai cọp AB ha. Rồi công suất tiêu thụ thì mình coi ở sau đi. Đây mặt hậu nó đây. Đây Yamaha AS9000. 230W tiêu thụ. Điện 100V ha. Rồi đây là mặt hậu. Rồi coi ruột gan một chút ha. Rồi, cái nhìn ruột gan nó thấy hết hồn chưa? Con này thì đánh 8 sọ sinh canh lớn ha, sọ domino á, 4 đen 4 xanh nè, kẹp giữa 4 con nhỏ nữa kìa ha. Rồi, con này thì một tụ, cái tụ này nó to lắm, mà hai tụ với lại một nguồn ha. Đặt cái đĩa này cho anh em hình dung rồi đó. Bây giờ nó to hơn cái đĩa CD nè, và đường kính đó nè. Còn tụ này hả, tụ này để mình đặt lên luôn cho. Bây giờ vừa khớt luôn ha, bằng lon bia 8 sò ha. Nặng, nói chung âm ly này cũng khá chắc đấy. Ruột gan bao zin ha, chỉ có cái chỗ này thì nó hơi bị lấm đớm do xét cho thời gian hơi nhẹ hay nào, còn ruột gan thì rất đẹp ha. Rồi test nhanh trí ha.